Hoa Sứ Mỹ Ngân xin chào cô chú cùng các anh chị mình nha. Hôm nay con xin giới thiệu đến cô chú cùng các anh chị mình một cây sứ thất bính nha. Cây thất bính mà thất 2 tầng nha cô chú cùng các anh chị mình. Đây là tổng thể của cây. Cây này có bộ củ khá là đẹp, bộ tàn cũng đang có nụ nha cô chú cùng các anh chị mình. Cây này đang có nụ. Cây này chuẩn bị cho hoa. Đây là bộ tàn. Bộ củ nó có khí khí rất là đẹp luôn nha cô chú cùng các anh chị mình đây. Cây này có bộ củ là 1 khía, 2 khía, 3 khía, 4 khía. Có khí khí ha. Cây thất 2 bính nha cô chú cùng các anh chị mình đây. Cây này con ghép giống hoa là kim lăng nha cô chú cùng các anh chị mình. Giống hoa kim lăng ha. Cây này nó có thẹo đây nhưng mà thẹo khô nha cô chú cùng các anh chị mình. Cái này nó khô rồi. Này do hồi đó mình người ta uống bính đó mà nó bị gân nhưng mà bây giờ nó đã lành, nó đã khô hoàn toàn rồi. Không sao hết nha cô chú cùng các anh chị mình, ở trong đó mình cũng không thấy nữa. Nó ở trên ngay chỗ cái lọt mình không thấy. Này. Cây kim lăng. Cây này con bán với giá là 300 ngàn nha cô chú anh chị nào yêu mến em này xin liên hệ với con qua số điện thoại là 0932 612 668 ha. Con xin chào cô chú cùng các anh chị mình nha.